Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mời các bạn cùng xem máy xúc Komatsu phá tuyến mở đường, dọn dẹp kênh mương. Quá là nhiều cây luôn. Đây là toàn bộ những cây được mọc rất là lâu năm rồi. Công việc hiện tại ngày hôm nay của bác Tài của chúng ta đang đi phá toàn bộ những cây mọc ở hai cái bờ này và ghép toàn bộ cái phần bùn ở dưới cái lòng mương này. Đây, chuối chiếc rồi những cái cây cỏ dại thì được phá bỏ đi. Sau đó thì toàn bộ cái phần bùn ở dưới cái mương thoát nước này được vét đi để phục vụ cho cái mục đích thoát nước mỗi khi những cái trận mưa lớn kéo về. Cái mương này thì nó chạy dài ăn theo với cái đường cao tốc phía bên trên. Đấy, cũng may là con mương này hiện tại không có nước nên là máy xúc cũng dễ dàng thi công hơn. Chứ bình thường nếu như mà nó ngập nước ở dưới này thì khi mà mình làm ấy thì khó vét bùn hơn và vét đổ lên bờ nó sẽ bị chảy xuống. Rất may là toàn bộ cái phần mương nước này thì đều không có nước. Ở đây thì họ yêu cầu là mình phải vét một cái lượng bùn này quăng lên bờ sâu xuống khoảng tầm 2 đến 30 phân. Hầu như là vét những cái bùn cũ lên thôi, không phải đào sâu nữa. Toàn bộ cái phần bùn ở bên dưới đáy này thì khi vét lên thì ấp lên bờ và đè lên cái cây này luôn, để tránh là cái cây này sau này nó có thể là mọc lên lại được. Cây to, cây nhỏ, cây bé, rồi các loại cây đều phải phá hết đi để cho nó sạch sẽ. Để có thể vét được toàn bộ cái phần bùn ở dưới đáy mương này và dọn được cái cỏ này thì bác Tài của chúng ta hiện tại đang đi ở dưới cái lòng của con mương chứ không đi ở trên bờ này, vì đi ở trên bờ này nó nhỏ không thể đi được. Và khi đi trên bờ này bắt buộc phải xả đường ra. Việc xả đường ra như vậy thì sẽ mất là nhiều thời gian hơn. Và nếu đi một trong hai bên bờ thì sẽ không với được cái bờ còn lại. Chính vì vậy cái lựa chọn là phải đi xuống dưới cái lòng của con mương này luôn. Con này là con Komatsu PC30UU. Nhìn máy 30 mà to như máy 38 ấy. Cái dòng Komatsu này thì nhìn máy nó to và đồ sộ lắm. Đây, gốc viếc rồi lá cây lá cối được phá hết. Với một cái địa hình như thế này thì sử dụng một con máy mini, cụ thể là con 30 thì quá là tuyệt vời. Nếu như mà thả một con 55 ở dưới này ấy, thì nó sẽ tốn cái phần đất mở đường nhiều hơn, nó sẽ lâu hơn. Con này thì nó chỉ cần gạt nhẹ là có thể là đi xuống dưới đáy của cái lòng cái mương này rồi. Khô nên may mắn là chỉ có vài con lươn thôi chứ còn cua cá chắc ở đây khả năng không có rồi.
vét đúng 3 đường là xong. Lâu là cái khâu dọn cỏ và cái khâu mở đường. Mương này cũng chỉ là chứa những cái nước mưa từ trên đường xuống thôi, nên là nó không có nhiều nước cho lắm và nó cũng chưa có những cái bùn, nên là đi dưới này thì không sợ máy bị lún lầy rồi. Phía xa các bạn có thể thấy đoạn kênh mương rất là dài, thẳng cánh vào bay mịt mù luôn, bị những cái lớp cỏ cây nó bao phủ hết rồi. Không có lươn anh nhỉ, lươn cá chả thấy con nào. Giả dụ bây giờ giữa một cái rừng cỏ nhiều như thế này mà dọn theo sức người, sức thủ công như ngày xưa thì không biết đến bao giờ mới có thể xong được. Rất nhiều đoạn cỏ thì nó rất là dày, nhưng cũng có nhiều đoạn cỏ thì nó mỏng thôi. Lươn đâu không thấy, toàn thấy run như dế không. Cũng được mua rất là lâu rồi, đến thời điểm hiện tại mua về có lẽ cũng phải tầm 5-6 năm rồi. Nhưng mà trải qua 5-6 năm mà máy móc vẫn còn rất là ngon lành. Vừa rồi thì sau khi mưa xong thì thời tiết nó cũng đã nắng lên rồi. Mưa thì không làm được, mà nắng thì lại là vất vả cho những cái bác lái máy mui trần như thế này. Có những con 30 thì hay đi làm ở cái địa hình thật hẹp, họ còn tháo cả cái mui ra thì còn chẳng có nóc. Máy này thì cũng may là có cái nóc nó còn chắn mưa cho nó được một tí. Bây giờ mà phá cái bụi này ra mà có rắn nha. Đi dọn cỏ này cũng rất là sướng các bạn ạ. Nhiều khi đi dọn cỏ là bắt được rắn vài ba cân đấy.
cái đoạn mương thì rất là sâu, có những cái đoạn thì cũng nông thôi. Phía trên là đường cao tốc, xe chạy rất là nhiều. Đường là đường trục chính luôn. Bác tài của chúng ta đang cố gắng phấn đấu trong ngày hôm nay phải giải quyết xong cái đoạn mương này để phục vụ cho những cái trận mưa sắp tới. Vừa rồi sau vài ngày mưa khủng khiếp thì một số những cái ruộng lúa của người dân và một số những cái khu ở trọ đã bị ngập úng nặng nề. Nên là những cái kênh mương này là cái giải pháp tốt nhất để bắt được nước. Làm này mỗi tội cái chán, đi làm thì có một mình, nhảy lên nhảy xuống thì không được, nó làm bùn đất này nó văng lên người rất là bẩn, nên hầu như là đi làm lầy làm bùn này mấy ông lái máy cả ông nào thích cả. Rất nhẹ nhàng, lọt kít dưới cái lòng của cái mương luôn. Sau một hồi làm việc thì đây là một cái đoạn mương đã được bác tài chúng ta dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cỏ rác và vét cái bùn lên, nhìn trông rất là thoáng và đẹp. Như thế này thì nước mới thoát được chứ. Phút cuối cùng này thì bác tài sẽ tiếp tục xử lý nốt cái phần còn lại để hoàn thiện cái đoạn kênh thoát nước này. Video của mình ngày hôm nay cũng